Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Chị bị sao? Tôi là Bùi Thị Nhi, 64 tuổi. Tôi bị cái bệnh tiêu hóa, đường ruột đó. Bao tử rất là lâu rồi, cả mười mấy, hai chục năm rồi ấy. Rồi nó bị ăn không được, nó ăn vào nó cứ sình cái bụng lên, xong rồi nó hơi đầy ở trong này luôn, rồi nó ở bên trên, nên nó không có tiêu hơi bên dưới. Lúc thì bó, nước thì lỏng, mà hầu như là như phân lỏng. Đó. Rồi nó là không ăn được, bên với thôi người nó áp huyết tụt. Nó tụt có khi như bây giờ hiện thời này là chỉ có 8 ngày mấy rồi. Đấy. Rồi nó cứ buồn nôn buồn nói. Khi mà nó tụt ốc cái xưa là buồn nôn nói, xong cháu váng đầu, thế xong rồi nó không muốn ăn, không lúc nào muốn ăn hết á, xong nó cứ sình bụng lên như vậy nên không ăn được thì nó lại mệt đấy, và ốc nó tụt thì lại phải đi mua nước biển để cho nó tăng ốc huyết lên. Đấy, tôi mới đi mua nước biển nó tăng ốc huyết lên một chút, người nó rất là mệt mỏi đấy. Rồi miệng thì nó khô mà nó nhất là giờ ngủ trưa hoặc là ngủ đêm là lưỡi nó cắm cái này ngồi nó khô á, để che được một lúc tập cho mà chép miệng hồ thì nó mới có thể là đặt cái lưỡi xuống được, miệng mềm. Chị đá này, khu vực này là khu vực gan này, chị để đá ở đây đó hóng rồi đấy. Bây giờ chị ôm cho chị trường gan, cái này gọi là trường gan đấy, được cứ giữ như thế. Hôm nay không có cái gan nhé, nên tạm thời như thế này giữ rồi bồi học ha. Vừa học vừa ôm đá. Dùng gan ở đâu? Là cái thượng vị ở đây, ở dưới vú mình nè, để đặt ở đây, đi bình thường ở đây và chờ mới đây á. Đó, như sơ là làm đúng rồi đó. Rồi, mình dồn xong rồi, mình còn lấy cái mền á, mình đắp lại. Tại sao đắp mền? Thì mình giữ nhiệt lại. Và cái sức nóng của nó phải đến 2 giờ đồng hồ. Là chúng tôi là đã chúng ta hết rồi. Nên có cái chuyện mà cải thiện mình nghĩ là mọi người sẽ thấy rất là lại. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa đây này là giúp cho phù đề tiến tiền liệt tiểu đi. Mà hiệu quả như vậy, mọi người không bao giờ quên một điều cực kỳ quan trọng. Đó là truyền bá lại cho những người khác. Đừng có dành đi cho mình. Biến chứng, mình thấy những cái bệnh hồi xưa mình nghĩ bây giờ nó biến mất từ từ nó biến mất một cách lạ luôn. Anh nói nè, mình đừng có nói gì ai, mình làm rồi mình kiểm chứng chính bản thân là cho đến khi khỏe. Và trong vòng 3-4 hôm nữa là cái bụng sơ không còn bình bình nữa, và ban đầu sơ ăn uống lại bình thường và không có đi cầu sống thân, mà sau đó sẽ điều chỉnh lại cái tiêu hóa, không có gì trường đại. Bây giờ thì tôi thấy là người nó lại dễ chịu hơn và tôi ngồi đây rất là bình thường. Cứ mọi lần như này là không ngồi được. Và khi tôi đến đây đó là tôi nằm ở trên xe đó. Tôi nói là tôi đến đây tôi muốn gặp thầy là để tôi chữa bệnh đó. Bây giờ tôi cảm giác mà tôi không thể biết có đi được không, hoặc là không thể có ngồi được đây đây. Nhưng mà sau giờ này tôi cũng vẫn ngồi được thoải mái và nghe tỉnh táo. Và bây giờ thì nó trở lại khỏe khoắn. Tôi thấy người nó tỉnh táo. Tôi ngồi đây tôi nghe rất là thoải mái như vậy đó. Rồi đến 3 tiếng, ngồi 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi rồi sơ nhỉ? Dạ, được 3 tiếng rưỡi rồi ngồi được vậy rồi. Bình thường là tôi phải đi nằm chứ tôi không có thể ngồi được. Chị rất là mệt mỏi, nhất là mấy ngày nay mới chiều qua là phải đi vào nước để cố gắng có sức khỏe để hôm nay đến được với thầy để nhờ thầy chữa bệnh. Rất là mệt mỏi, ăn mỗi bữa chỉ ăn có một tí cơm gạo nếp thôi. Rồi ăn mấy cái rau củ thôi, còn không dám ăn cái gì bởi vì ăn vô là không tiêu được, lúc nào cũng vỗ bụng, lúc nào sình, lúc nào cũng đau, mà đi thì lúc thì không đi được, lúc thì lại đi quá, nên là lúc nào mệt mỏi lắm á.
là cứ chỉ dậy một tí rồi lại phải đi làm. Tưởng chừng như hôm nay không có thể là đến đây ngồi được, nhưng mà bảo tôi cứ cố tới đây để nghe cái trường đáo của thầy rất là hiệu nghiệm. Cái cô cũng cho tôi chiều nay từ lúc mới đầu tới đến và tới bây giờ thì tôi thấy là người bây giờ nó ngồi được đây rồi và nghe thoải mái, cũng là có tâm lý là mẹ. Rất là tin tưởng và rất là mừng, tại vì từ nãy giờ nhắc mấy lần rồi là nhờ có cục đá mới ngồi đây được cho tới bây giờ, gần chắc không thể ngồi được, nên từ nãy giờ cảm thấy rất là mừng, rất là tin tưởng. Bởi vì hôm qua cứ nhà thì cứ khuyến khích đi, nhưng bà bảo là em mệt lắm, em không thể đi được, em không thể ngồi được, mà không thể đi xe được 5 ngày để tới đây. Nhưng mà hôm nay như vậy thì chắc ngày mai đi chắc ngon hơn. Lúc đầu thì thật sự là cũng cảm thấy thất vọng, bởi vì cái bệnh chữa rất là lâu rồi, mà nhiều bác sĩ, nhiều lang y lắm, mà cũng tốn rất là nhiều tiền, cảm thấy là thất vọng. Nhưng mà từ lúc trường cái đá đến bây giờ thì tôi cảm thấy người nó cũng thoải mái rồi, và cũng thấy là trong người nó khỏe hơn, hoặc là cái nó không bị đau đầu, chóng mặt, hay là nó không có bị mà nôn nao như trước nữa. Thế cho nên là tôi rất vui mừng, và tôi cảm thấy như là một có mình là có một niềm hy vọng mới. Và không những là giúp cho bản thân mình, và cái mục đích của tôi đến đây không phải chữa cho tôi, mà tôi ước mong là tôi sẽ đem cái những cái điều kỳ diệu như là cái vịt đá kỳ diệu này và những cái môn tập chỉ đạo tâm linh của thầy đây để về phổ biến và giúp đỡ những người người ta không thiếu điều kiện, hoặc là cái mục đích của tôi là như vậy. Nên là tôi cố gắng, tôi phải thực nghiệm, thử nghiệm cho chính bản thân mình, và tôi đã thấy đây là đã mở ra một cái hy vọng cho chính bản thân mình, và tôi nghĩ là tôi sẽ giúp được những người rất nhiều nữa. Xin cảm ơn rất là nhiều cái khóa học của thầy Dương Văn Châu, để mà Dương Văn Châu để giúp cho chúng tôi như vậy, cũng như là tôi gặp được một cái may mắn để biết được, và cũng theo dõi trên mạng để tôi biết được là hôm nay tôi thực hành chính bản thân tôi, thì tôi cảm thấy có một cái thay đổi rất nhiều trong con người của mình, được thấy cảm thấy hy vọng. Không hy vọng không phải cho bản thân mình mà cho cả người khác nữa. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.